dòng nước u xinh đẹp và vô cùng lộng lẫy, thì Lâm nghĩ rằng những chiếc áo màu đỏ này sẽ mang đến cho may mắn. Bây giờ thì Lâm xin được mời một vị giám khảo nữ và hy vọng rằng vị giám khảo này cũng sẽ truyền may mắn cho em nha. Dạ. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Phương Loan ạ.
Em thấy chị cười rất là tươi, không biết là chị có gì muốn chia sẻ với phần dự thi vừa rồi của Bảo Ngọc không ạ? Chị chào Bảo Ngọc. Dạ, chào cô. Chúc mừng em vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Dạ. Em là một thí sinh đầu tiên thi thì chắc chắn là sự hồi hộp em sẽ nhiều hơn các bạn rồi. Cho nên là nhìn thấy được trong cái ca của em có phần là rất là mệt. Nhưng mà không sao, chất giọng của em thì cũng tốt. Nhưng có cái là em chưa có ca, chưa có thoát ra được á. Giọng nó chưa có lên những cái âm vực cao thì nó chưa có, nó không có được thoáng. Cái này thì mình sẽ cố gắng tập nhiều hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng trước mắt là khen em, là vì em là nhà học viên trong nhạc viện cho nên là em ca rất là cứng nhịp, là tiếc cứng nhịp giọng cổ mà lại ngay cái sở trường của mình là nhạc, lại vào sớm cái đoạn nhạc chính giữa của câu 1 của qua câu 2, rất tiếc cho em. Nhưng mà chất giọng của em thì nó khỏe, chịu khó luyện tập hơn nữa thì chị nghĩ rằng là nó sẽ càng ngày cái thanh đới của mình, mà nếu mình hát thường xuyên, tại vì em đi học đờn đúng không, cho nên là ca ít, cho nên là nó thanh đới mình nó không có nở ra, cho nên là thôi em chưa toán, phải có thời gian hơn nữa. Chị chỉ có những ý kiến đó để đóng góp với em thôi, để nhường cho mấy anh chị khác. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Và bây giờ thì Lâm xin được mời nhận xét từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Chị chào Bảo Ngọc. Dạ, trước tiên chị cũng xin chúc mừng em. Em đã mang đến một cái niềm tin cho tất cả các bạn thí sinh đi tiếp theo, theo sau em. Tại vì khi mà em là một tiết mục đầu tiên nhưng mà em đã có một cái sự vững vàng. Và trong đó thì thoạt đầu tiên á, thì khi bước ra đó thì em có một cái vẻ khi mà em vào nhạc và khi em vào cô giọng cổ em có một cái sự hồi hộp trong đó. Nhưng mà cái sự giá trị cao nhất là chuông vàng giọng cổ, là cái câu vô giọng cổ của mình. Em phải ráng cố gắng tập trung hết. Có những cái có em rất là có tập trung nhưng mà nó không bung hết ra được cái sức, cái hơi của em trong cái sự hồi hộp đó. Chị đọc và được thấy ở trong đó có cái sự hồi hộp đó, nhưng mà em ráng cố gắng và em rất là tròn vành rõ chữ. Có những cái nốt cao em làm cho nó sáng lên một cái nốt đó. Nhưng mà có cái là phải ráng cố gắng nha, bình tĩnh lại để mình giữ cho nó trọn vẹn hơn nữa. Chúc mừng em đã làm hoàn thành xong bài ca của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ Long cũng muốn nghe phần nhận xét đánh giá từ phía nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc. Anh chào Ngọc. Giọng rất tốt, bước ra em rất là tự tin, em hát bản lĩnh. Tại vì có thể là em từ vấn đăng nhạc, em nghiên cứu vấn đăng nhạc áp dụng qua bên cái người có thể chữ rất là chắc. Nhưng mà chung về trong cổ thì không chấm vấn đăng nhạc được. Tại vì nhạc chỉ là một cái đệm để qua thôi. Đó chính do sơ xuất giữa sự cố giữa bên ca sĩ và nghệ sĩ không có giờ cũng ăn ý á. Xong rồi có sự cố ở phía trước rồi. Mà thì em thấy theo nhanh cái chuyện đó thì mình có thể mình bỏ qua được. Hơi em rất tốt, nếu mà thực tình em hát ra khoảng chừng nằm gần cuối em hát chắc hay lắm. Tại vì mới ra cái áp lực, giọng nó chưa có thoát, giọng nó dày rất tốt rồi. Tập nữa thì sẽ hay được. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thế Trọng Phúc. Và bây giờ Long xin được mời nhận xét đánh giá từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Dạ mời cô ạ. Dạ, cảm ơn Long. Cái sự bối rối của người đầu tiên thì chuyện này là đương nhiên rồi. Và thấy rõ ràng là cái bối rối của bạn là cái câu 1. Và tôi có đề nghị là nếu mà bạn có được hát lại thì cái đoạn nhạc là sẽ dở với lại các nhạc sĩ để bằng với cái tông của bạn hát nhạc cho thật hay. Là vì mình chỉ cần có vài ba nhịp để trả lại cái vô giọng cổ cho nó đúng với lại cái giọng của mình thôi mà, đúng không? Còn hồi nãy em ca thì vì là em lấy cái tông giọng cổ cho nên nhạc có lúc nó thấp chuẩn mà nó không vừa với giọng em, và có lúc quá cao khiến cho em ráng. Vậy cái đó rất là tiếc. Nhưng mà tôi lại đặc biệt là quý em ở chỗ là cái giọng của em đặc biệt càng về sau cái bài Lý Bông Dừa. Tức là khi bạn dứt Lý Bông Dừa rồi đó mà bạn đi qua cái hò thứ nhất của câu 2, quá tuyệt vời, chúc mừng bạn. Càng về sau thì bạn càng ổn định hơn.
Và cái đoạn nhạc thứ nhì thì nó lại hợp với giọng của bạn. Và để bạn về 8 nhịp chót của dòng cổ chót đó, cái đó rất là quý. Cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn phần nhạc xếp vừa rồi, phần nhạc sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Và ngày hôm nay thì anh cảm thấy rằng Ngọc thực sự rất may mắn, bởi vì em đã được nghe những lời nhận xét đánh giá rất là chân thật, và đó là hành trang quý báu để cho em ngày càng tiến bộ sau này. Và nếu như hôm nay kết quả như thế nào thì Lâm tin rằng Bảo Ngọc cũng sẽ phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn nữa, đúng không em? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần quyết định cuối cùng của ban giám khảo. Với phần dự thi vừa rồi của Bảo Ngọc, ban giám khảo sẽ chọn hay không chọn? Xin được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Tôi hả? Tôi được ân hạnh à? Nói trước à? Dạ, xin lỗi. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Với Bảo Ngọc thì vì em là thí sinh thi đầu cho nên là áp lực của em rất nhiều. Đây cũng là một cái động viên cho em. Chị chọn em. Xin được chúc mừng Bảo Ngọc. Và em đã có được một chọn rồi. Chỉ còn một chọn nữa thôi là em sẽ được vào danh sách tạm chọn. Chúng ta hãy cùng hồi hộp và chờ xem hai vị giám khảo còn lại sẽ như thế nào đây. Xin được mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Với chuông vàng giọng cổ thì rất cần những cái giọng ca như thế này và một cái tuổi trẻ như thế này và một sự nung đúc thế này. Và em đã có một cái năng lượng rất tốt để mang đến tiếp tục vào vòng trong. Chị chọn em. Xin được chúc mừng Bảo Ngọc. Phải nói rằng những giọt nước mắt đã rơi xuống bởi vì hạnh phúc. Và ngày hôm nay phải nói rằng em thật sự rất may mắn bởi vì em là thí sinh đầu tiên thể hiện phần dự thi của mình và đã được hai chọn. Một lần nữa xin được chúc mừng em. Em đã được vào danh sách tạm chọn rồi, nhưng có được giành một trong hai tấm vé bước vào vòng chung kết xếp hạng hay không, chúng ta hãy chờ đợi đến cuối chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn.